Rất là nhiều. Đây là một cái cây thông cũ ở phía sau lớp của mình. Hồi xưa lúc mình học, cái khu nhà này là cái khu nhà mới nhất được xây, được xây thêm, được xây mới. Lúc mình mới vào thì nó mới được xây xong, nó rất là to cao. Lúc đó là nhìn xung quanh là toàn những cái nhà nhỏ nhỏ nên là thấy cái khu nhà này nó vĩ đại lắm. Bây giờ thì những cái khu khác nó to đẹp hơn nên là thấy cái khu này nó bình thường rồi. Hoa Trạng Nguyên thì bây giờ không có hoa. Mùa này trời mưa, trời âm u và mưa mưa bay bay, liễu rủ. Một vòng. Cái hoa vàng này là hoa gì không nhớ tên. Nó ra thì nó ra rất là nhiều, coi nè, nụ nè các bạn, nụ nụ chi chít luôn. Hoa gì không nhớ. Đây là hoa đỗ quyên. Đây là hoa đỗ quyên. Đây là đào, đào con. Đào con được trồng rất là nhiều. Cho nên chỗ này gọi là thung lũng mai anh đào. Đây là ở trong trường các bạn, thung lũng mai anh đào này trong trường. Đó, hoa dại quá các bạn, nhìn xem tím nè. Tím 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 tím, tím trắng vàng. Nói chung là mình không nhớ tên nhưng mà không nhớ tên. Hình như già lú lẫn rồi vậy. Đây là cái chỗ mình đi ra vào nhiều năm, hơn 4 năm. Đó, đó là chỗ lớp mình. Đây. Đây là khu học, khu nhà học của khoa ngoại ngữ. Bây giờ mình đi ngược lên, mưa nhiều hơn rồi, mưa nặng hạt hơn rồi. Để mình tới gần mình cho các bạn xem cái hoa mimosa. Mimosa từ đâu em tới? Đây, hoa mimosa các bạn. Đây, đây là một cành hoa. Đây, hoa mimosa như thế này. Đây là nụ hoa. Khi nó nở thì thế này. Cái lá nó bạc bạc bạc. Nó còn đang nụ. Tất cả đều là nụ hết. Cái trắng trắng đốm đốm đó là nụ. Nụ còn nụ không thôi, chưa có bung. Khi nó nở bung lên thì nó vàng hết, rất là đẹp nè. Ngay đầu lá đó, ngay cái nhánh ngọn đó là nụ hết các bạn. Cả cái nhánh dài đây là nụ luôn nè, đó. Nè, hoa thường một nhánh dài như vậy nè. Cho nên khi nó nở hết là rất là đẹp. Bây giờ mình đi ngược lên. Cái khu đằng trước á là mình không có học. Đây là cái khu y tế của trường nè. Cái khu đó mình không có học, mình chỉ có đi thi trên đó thôi. Đằng trước là con trai với anh bạn thân. Thổ địa ở đây. Cũng là học cùng lớp, nhưng mà hơn mình vài tuổi. Căng tin màu tím. Mưa lớn hơn rồi. Vâng. Hôm nay. Cố lên, cố lên. Mới đi có 1/3 trường thôi mà đã thở rồi. Lên xuống nãy giờ là muốn thở rồi. Cây thông già. Khoa toán tin, đây là khu nhà của khoa toán tin. Đây biểu tượng ngôi sao năm cánh. Đây là biểu tượng của trường Đại học Đà Lạt.